do giãn khổ họng thành ra là khi mà ngủ ấy, sẽ bị khò khè ngủ cứ khò khè khò khè Đấy. và theo nghiên cứu thì có đến 74% nam giới 48% nữ giới từ độ tuổi 30 đến 60 tuổi ấy, thì đều gặp cái vấn đề là cổ họng này khò khè ngủ khi ngáy hai vợ chồng mình cũng tìm đủ phương pháp từ đông y cho đến tây y để trị cái, cái 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 bệnh ngủ ngáy của mình nhưng mà cũng không ăn thua rồi mình còn nghĩ đến là hay là mình ra hiệu thuốc mình mua thuốc ngủ về để uống nhưng mà thú thật nếu như mà mình uống thuốc ngủ nhiều thì mình sẽ bị lạm dụng rồi nó sẽ bị cái hệ lụy sau này thành thử là trong cái khoảng thời gian đấy mình bất lực <laughs> nhưng mà không sao mình là xuân mà xuân tóc đỏ mà son lắm được nhiều quý nhân phù trợ lắm cũng chính là chị tú Người đã giới thiệu cho mình một bộ đôi thần thánh Định giấc an Chị ngủ ngáy khò khè Hỗ trợ Chị mất ngủ làm cho mình ngủ ngon hơn Để mình giới thiệu rõ hơn một chút Về cái bộ đôi thần thánh này cho các bạn hiểu nhé Bộ đôi thần thánh định giấc an Có hai loại Dạng uống Và dạng xịt Dạng uống có chiết xuất từ thảo dược trong đó có các thành phần quý như Bình vôi, lạc tiên, vông nem Tâm liên táo nhân có tác dụng dưỡng tâm an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon hơn. Dạng xịt có thành phần tía tô, xạ can, kim ngân hoa và các thảo dược khác dành cho người ngủ ngáy, thở khò khè. Quá tuyệt vời với bộ đôi thần thánh định giấc an này. Quá hợp với những người bị ký chứng ngủ ngáy khò khè, mất ngủ như mình. Ngoài ra, sản phẩm bộ đôi thần thánh định giấc an này được rất nhiều bác sĩ khuyên dùng. Và vì thế mình không phải trần chờ gì nữa mình đi mua luôn hai liệu trình hai loại uống hai loại xịt uống ấy thì một ngày trước khi ngủ uống một hai viên còn dạng xịt một ngày các bạn xịt bốn lần vậy là sau một tháng mình thấy hiệu quả quá trời luôn bây giờ mình ngủ không còn khò khè hay ngáy nữa và cổ họng của mình hết rát thông thoáng hơn ngủ ngon nên tinh thần thoải mái làm việc tư duy sáng tạo hơn Mình cũng đã từng ngủ ngáy Cũng đã từng bị chứng mất ngủ Nên mình đã thấu hiểu được cái nỗi khổ của các bạn Và mình khuyên các bạn Còn chân chơi gì nữa Hãy mua ngay bộ đôi sản phẩm thần thánh định giấc an Để sử dụng nhé Chúc các bạn sớm cân bằng được giấc ngủ của mình Cũng như cuộc sống của mình nhé Còn chân chơi gì nữa Các bạn hãy để số điện thoại dưới cái video này để các chuyên gia tư vấn hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình nhất